Hồi sáng á chị nói á là vì sao không? Ôm một cái á là có chết cũng được. Nói vậy. Thiệt mà. Có. Nói chung là cái gọi là cái nư của mình nó như vậy á. Dạ, tính ra là chị không có tham lam, ít tham lam chứ người ta gặp người ta ôm 2-3 cái chứ ôm con cái. Ờ, đúng rồi. Cái đủ rồi. Không, mình ôm cái hung cái nơi thì tuyệt vời. Không tưởng mình dê ấm nữa. Ủa nhà chị là gần luôn hả? Hai gần cách, luôn. 2-3 căn hay sao? Không, 2-3 căn. Đối diện. Như là đường nhà chị ở đường nào? Đường nào? Giống phải băng qua đường. Giống như là mình ở bên Phan Thành Phùng phải không? Ừ. Còn chú Du Linh là phải đi thẳng vô trong cái đường Phan Thành Phùng, băng qua đường Phan Thành Phùng đi vô một cái giống như là quằn quẹo chút xíu á. Em biết rồi, chị nhà chị ở đường Phan Thành Phùng phải không? Đúng rồi. Nhà chú ở Đoàn Thị Điểm thì có một cái con hẻm gần ngay đèn xanh đèn đỏ đó. Không, băng qua đường luôn. Băng qua đường hả? Ừ. Là coi như bên đây mình 321 Phan Thành Phùng. Cái mình băng. Rồi bây giờ bây giờ bữa nào anh em mình xuống dưới á, mình sẽ xác định lại là nhà chị ở chỗ nào, rồi nhà cậu ở chỗ nào. Đi 3 phút ngày qua mới đi bộ qua nè. Đi bộ 3 phút. Bữa hổm là đi qua lại là ngày chắc cũng mấy lần á, cứ chút chạy qua, chút chạy qua. Đi thăm chừng. Hai chồng em chưa biết nhà luôn á. Dạ. Không, ở nhà nói chuyện mấy người cũng vậy. Mà nói chung mấy ngày đám chị có vô nhà rồi. Vô 2-3 lần rồi. Tiếp xúc người nhà rồi. Đông dữ lắm, YouTube cũng rất là đông. Chị gặp ai chị? Cũng theo bảo vệ. Có buổi chiều cũng vô thôi. Chị em Phượng. Tôi thấy dạ. Hôm qua cũng đứng nói chuyện cả nửa tiếng. Hôm qua chị có ghé. Quay qua nhà dẫn chị này qua thắp nhang nè. Tại bữa là 49 ngày qua thắp nhang rồi. Còn hôm bữa là thắp ba là muốn qua đâu được, vô đâu được, quá là đông luôn. Đông rồi đó. Đông dữ lắm. Tại vì người ai đi tới cũng đứng lại câu hết trơn là nó kẹt xe. Dạ. Nên người ta phải đứng, người ta điều tiết cho dòm cái rồi đi, dòm cái đi vậy. Cho dòm cái đi. Chứ nếu mà ai cũng đứng lại dòm, trời ơi. Dạ. Dạ. Nhưng mà tôi mới mẫu ổng cái ngày mà sáng lại mà đưa ổng đi á ha. Người ta làm nguyên cái màn hình bự. Đúng rồi. Đúng. Nhìn bao nhiêu người. Dạ. Y như ở ngoài miền Bắc á là trả lại tiền thừa đúng không? Chị gái ở Bến Tre luôn hả sao? Bến Tre Ba Tri. Bến Tre Ba Tri. Mà mình lên đây mình làm trên đây. Lâu chưa chị? Làm mấy gần nhà chú Linh đó là 12 năm. 12 năm. Dạ. Còn lên đây là hai mấy năm rồi. Ừ. Là nhà ở đây luôn hả chị? Lên đây lâu rồi. Đi lên đây thuê nhà thôi. À thuê nhà thôi. Dạ. Chị lên lá khá là lâu hả mà chị em mình không gặp nhau ta. Giờ gặp đó. Ủa chị làm tóc hả chị? Làm tóc. Có làm tóc nam không? Không, không thử mà. Quá. Làm tóc nữ đúng không? Vậy là bà xã hả? Chỉ vô đó là dịu đầu với là móng thôi. Không có, nam vô mua cái tâm đơ đẩy lên tụi đuổi. Thôi ôi, ôi ôi, nổi tiếng luôn á. Mát luôn á. Nè, hồi sáng chị có nói là quán chị là có hai nhân viên nữa. Nữ hả? Đúng rồi, nữ hết. Nữ có gia đình không? Chị? Nữ thì mới có 14 mà. Trời, không đứa nào làm được hết á. Không có đứa nào làm được. 14 vô thì bị... Chưa đủ tuổi. Còn con kia có chồng rồi. Gọi là, cái đó gọi là trớt á. Buồn. Anh Tài buồn. Còn chị có làm không? Ý là chị có làm tóc không hay là nhân viên làm không? Chị làm được. Chị là chính hả? Dạ. Ý là nam á, nam là vô đó làm gì? Gội đầu với làm móng hả? À, gội đầu làm móng thôi. Chứ không cắt tóc. Không. Ủa, có cạo đầu. Nói chung là đa số là làm nữ, không có làm nam. Vậy là có làm nam chị. Mình biết làm cho nữ rất là khó nhưng mà mình thích làm. Đúng rồi. Bây giờ hỏi giá luôn nè, nam gội đầu nhiêu tiền? Gội đầu thì 60. 60, đó. Rồi mình biết giá luôn, có gì đâu, nó 60 để bữa nào em gom đủ tiền em qua. Trời ơi. Chị nha, để về là khách đất á. Đúng rồi. Tiệm địa chỉ là 321/9 Phan Đình Phùng, phường 15 Phú Nhuận. 321/9. Tên của tiệm nha. Tên là Quỳnh Như. Quỳnh Như. Quỳnh Như. Tiệm tóc Quỳnh Như. Tên chị hả? Chung là mình ở trong hẻm thôi nhưng mà kiểu như cũng nhiều người biết. Tại người ta làm người ta đồn ra. Bây giờ tiếng lành đồn xa đó. Cũng có cái ý định là coi như mình không cần phải ở ngoài đường, chỉ cần ở trong hẻm mà mình làm tốt là người ta sẽ tìm được mình. Đúng rồi. Mấy anh mấy anh không quan tâm tới nữ làm cái gì thì mấy anh cứ quan tâm nam là chỉ gọi đầu và làm móng nha. Mình có gọi đầu làm móng là mình có quyền vô được. Đưa móng là kiểm tra cái móng không. Có gia đình chưa chị? Có rồi. Em bé chưa chị? Có một bé được gần 1 tuổi rồi. Ở đây với chị ha, với người này. Clip này clip tâm sự nha cả nhà. Clip này khi mà được đăng lên là tâm sự giữa YouTube và khán giả. Đúng rồi. Bên mộ cậu Năm. Cái này thì dạ. Nói chung là có ai mà ở gần đó thì muốn làm thử qua làm thử. Dạ. Ai mà ở gần đó. Em nghĩ là chắc cô Hồng Nhung với chị Hồng Phượng là nếu mà xem được clip này thì mốt sẽ là băng qua đường tới luôn. À, mấy người mà khách bên đó là qua đây cũng nhiều. Dạ. Chỉ có bên nhà Diệu Linh thì không biết thôi. Dạ. Ở bên đó ta qua. Nhưng mà biết đâu là xem được clip này cái vài bữa nữa là thấy cô Hồng Nhung chị Hồng Phượng xuất hiện bất ngờ sao đúng không chị?
Dạ. Của chú Du Linh là chưa tới tiệm chị nào nào đúng rồi. Dạ. Ai biết cái là lúc mà chú Du Linh còn sống là chạy qua nhà kiếm rồi. Dạ. Dạ. Tuyệt vời. Hai giờ mình làm bài hát đó đi. Ủa, cái này có hát hả? Có chị, hồi sáng chị sáng tác bài hay lắm nha. Có không? Có. Sáng tác luôn. Hát cho chị, hát cho chị. Sáng giờ. Thôi giờ. Không phải, hồi nãy em chưa nghe chị hát. Đúng rồi. Sáng xe hư đúng không? Đúng rồi. Tốn hết nhiêu tiền? Cả triệu bạc. Rồi giờ chị hát lấy view lại nè, kiếm lấy triệu lại. Bài sáng hả? Hay bài khác? Bài khác đi chị. Bài không, sáng rồi đó, em đọc quyền rồi. Bây giờ như vậy nè, chị hát tặng bài sáng tác chị hát đi, em đẩy chị lên nóc nhà luôn. Đẩy cái bài sáng ha. Tìm chị lên nóc nhà luôn. Rồi. Bài sáng đây chị. Bây giờ hát bài hồi sáng mình nói bài đó là các buộc cuộc đời là mình tự nói thôi nha, chứ không dạ. Biết nói chung là tự mình đặt đi. Nó dựa trên cái lời nhạc của bài. Ủa hình như cái bài các buộc cuộc đời này có mà ta. Đắp một cuộc tình. Đắp một cuộc tình. Trong cái e của bài đắp một cuộc tình. Ý là dựa trên cái lời nhạc. Tự nhiên nói chung là trong vòng mấy phút mà mình tự suy nghĩ ra mình hát. Các buộc cuộc đời thôi. Dạ. Rồi hát tặng cho chú Vũ Linh là cái ngày mà lên thăm mộ chú đi. Dạ. To lên nha chị. Con giảm nghe nha. Xin nhắn nhủ với đời kiếp này dù có ra sao ta vẫn phải sống thật. Đời luôn thay đổi với ta sắc phong của thiên thế nhưng tình mong hiểu rằng kiếp người có tiền 5.000 kìa. Mạnh quá. Có tiền không á? Ai đã từng biết khổ, biết sầu và biết cô đơn mới thấm nhuần cuộc đời. Tập cho ta thấy đúng sai sắc ngộ đạo đời. Thế gian lắm nhiều cảm bay, xin người hãy sống chân thành. Ta cho đi chẳng hề nghĩ suy, tính toán ít nhiều miễn sao giúp được những người mà ta thật tâm muốn giúp. Hôm nay ta có được giàu sang cũng do số mạng của ta nhân lành hưởng được quả thơm nghiệp duyên lan tỏa khắp trong cuộc đời. Yêu tất cả những người họ còn được ở bên ta, xin trân trọng mỗi ngày. Đừng để khi mất mới hay, đã muộn màng rồi, cát bụi ai cũng sẽ về. Nguyện ngày ngày sống an lành. Wow, tuyệt vời. À, cái bây giờ là hay hơn sáng, do đỡ rung hơn. Dạ đỡ rung. Dạ. Sáng rung. Hồi sáng chị hát chị rất là rung. Tại chị rung nên cái giọng lên. Với lại biết sao không? Chị bị bú cổ á, cho nên ảnh hưởng đến cái giọng của chị, nhưng mà cái lời nhạc của chị hay nha. Cái lời bài của chị từ sáng tác, bây giờ chị hát cho chú nghe một bài nữa đi chị. Chú Linh hả? Chú Linh mình hát bài gì ta? Tại vì chú Linh hát bài nhiều bài quá. Đúng rồi. Yêu cô gái bạc liêu chị nghe thuộc không? Yeah. Ok, bài đó cũng hay. Bài đó nha. Bài đó đi. Dạ. Cô do cậu Năm Vũ Linh thích bài đó lắm á. Bắt giờ sao ta? Nghe em hát về Bạc Liêu mà lòng tôi thấy thương em nhiều. Nhà anh hai ở miền Gia Rai, người con gái có món đơn thiệt hay. Dẫu xa tôi vẫn đi tìm để nghe tiếng đờn kìm. Cô ba có nhà kha khá, đời cần lao nước da mặn mà.
bàn tay trái bơi gạo muối dừa, đời nhà nông sống quanh quần ruộng lúa, nắng mưa mưa nắng hay mùa. Chị cùng quá rồi, không sao chị, không sao, không sao, không sao hết. Chị cùng tôi không phải là công tử bạc liêu, mà tôi đây chỉ là nghệ sĩ đa tình. Cho tôi yêu cô gái bạc liêu, không đẹp như tiên nhưng ăn nói thiệt có duyên. Bây giờ phải có người nhắc lời cho tự nhiên. Có ai thuộc bài đó không ta? Phải có chị TikToker ở đây ha. Chị là quên bài lời ha. Chị quên lời không sao cả. Thôi không sao được. Nhưng mà giọng hát chị rất là hay luôn. Dạ. Dù không chị quên lời nhưng mà rất là tuyệt vời. Là dạ, rồi. Bài đó tuyệt vời đó. Cải lương luôn hả? Giọng cổ hả chị? Ai là Điệp? Mới giọng cổ luôn hả? Đây, đây Điệp nè. Rồi bây giờ Lan hát khúc, Lan Điệp hát khúc Điệp hả sao? Ca cổ hay ca nhạc? Ca nhạc. Ca nhạc đi. Ca cổ hát cũng được mà sợ không? Rồi ca nhạc thử đi. Tới đâu thầy dạ. Mình có nhiều chơi nhiều chị. Ừ. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ nên viết thành bài ca. Thuở ấy Điệp vui như bơm trắng xài đắm bên làng, làng như bông hoa ngàn thương yêu vô vàng, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa xa. Rồi, lên. Điệp ơi, mãi anh lên chốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Vỗ tay. Xin đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà, chốn đô thành đầy xe hoa cám dỗ. Điệp đừng để lòng xa ngã bê tha, đây chút tiền mòn từ lâu em dành dùm, trao anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây danh phận có rỡ ràng, xin chớ phu phàng tình xưa duyên cũ. Quá hay. Rồi rồi rồi. Đây hát với chị phải không? Đây Điệp tới. Anh Điệp tới. Rồi. Anh Điệp vô. Lan có đừng có cắt dây chuông nha, để anh Điệp vô. Dạ. Rồi hát đi anh Điệp. Lan ơi, dẫu mai đây đường xa xôi dịu dời, thân ở thành đô mà em lòng ơi về quê cũ bên người yêu chờ đợi bao ngày. Xin em đừng để già nghi ngờ, dẫu đèn đô thì ngọn xanh ngọn đỏ, anh vẫn trọn lòng thương nhớ mảnh trăng quê. Nhớ dòng sông sâu bên lạ bên bồi, nhớ con đò cô con cắm xào thân bên cô. Nhớ người yêu chúc bóng cho anh ăn học, nguyện trọn một đời không giống phụ đổi thay. Hết à? Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ. Làng đau buồn quá khi hay Điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai
đời quá chua cay xin đành lỡ vì ai bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây vùi chôn từ đây lỡ một cũng đang phải chăng tình đời là dòng dây quan trai nếu vì tình yêu làng có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau nàng sống mà tìm như đã chết riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn thương thay cho nàng buồn xa nhận thế đau thân cửa tư mở tay ông anh làm dịch vụ nha. Điệp ơi vậy là anh đã quên rồi câu hẹn có lẽ họ đẹp họ sang họ nhà cao cửa rộng nên anh đắm anh say anh mơ anh mộng còn nhớ thương chi người con gái quê mùa uống công em thương nhớ đợi chờ con đò cũ còn cắm sào trên bến đời nhưng người đi có bao giờ trở lại bến sông xưa thôi còn chỉ đâu mà mơ ước đợi chờ một lần đưa tiền là trọn đời mình vĩnh biệt cánh bướm ngày xưa đã say mê khu vườn lá để cho làng ngày nay phải cánh rũ hương tàn biết hàng tiếng làng ơi đẹp trọn đời yêu trẻ của làng thôi vẫn nhớ mãi câu hẹn thề năm cũ nhưng người ta đã dùng uy quyền và thế lực buộc anh phải là chị Lan ơi quên bỏ em gửi chị Lan ha cho bên sông xưa vắng bóng một con đò cho làng heo rủ đau sầu trong tuyệt vọng cho mảnh trăng xưa không còn soi chung bóng cho Điệp và làng chi biệt trọn đời thôi Điệp ơi bận lòng mà chi nữa mong anh trọn đời hạnh phúc với người ta còn làng với mối hận lòng khoác áo nâu sòng chốn chặt niềm đau. Ôi ơi cảm ơn chị Quỳnh Như với anh Hồng rất là nhiều nha. Hát tuyệt vời. Không, cái giọng chị rung rung á khi mà hát cái bài này lại nghe hợp nha. Cái lý do á là nó phù hợp với cái tâm trạng của cái nỗi buồn của cái người tên Lan. Đó rất là hay nha. Rung rung lại phù hợp. Tuyệt vời chị. Dạ. Dạ. Cô mà đào á. Dạ. Hồi nãy giờ chị biểu diễn là ba bài nhưng mà em nghe chị hát cái lương lại hay. Dạ, hay đó chị, tuyệt vời. Không hát vô tiếp tục gì. Giống như lâu rồi em không hát cái lương nên miễn phí không có hơi. Dạ. Tiểu gì mà tiểu. Em nghĩ nếu mà chị sẽ rất là thuộc rất là nhiều bài tại vì cái bài dài vậy mà chị hát hết được. Vậy là do nhiều khi mình bận cái công việc ha. Nhiều khi mình cũng không có dài thời gian chứ mình hát chứ nếu mà chị đi hát em nghĩ chị cũng tuyệt vời lắm đó. Dạ. Nói chung bị cổ á, cái dạ. Hơi, nó bị khàn khàn cái tiếng. Dạ. Rồi thôi tụi em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Bạn luôn á. Dạ.